Các bạn thân mến, thì Ngôi Lê đang có mặt tại thành phố Tân An các bạn ơi. Đây là con đường Cách Mạng tháng 8 nè. Đó, Ngôi Lê đang đi xuống thành phố Tân An á. Bên kia Ngôi Lê thấy có một cái quán phở Phú các bạn. Bây giờ Ngôi Lê sẽ review cái quán phở này cho các bạn xem nha. Khi xem video thì các bạn cũng nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Ngôi Lê nha. Rồi chúng ta cùng đi nào. Anh ơi cho hơi thăm mình đây, mình bán phở gì anh? Phở bò, bún bò kho, bánh mì. À, vậy là mình bán ở đây được mấy năm này? Ngoài 40 năm rồi. À, vậy là cũng dữ lắm rồi ha. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy anh? Từ 5 giờ rưỡi tới 12 giờ. Dạ. Anh bây giờ anh làm cho tôi 2 tô đặc biệt ha. Nhưng mà đừng có béo thôi. À, hai đặc biệt nước trong mà có trụng thì anh trụng nghe chín giùm nghe. Không có trụng à? Không có trụng không? Rồi anh làm. Đây là tô phở nghe các bạn ơi, đây là tô phở nè, tô phở đặc biệt nè, có rất nhiều thịt nghe, là tái nè, thịt tái nè, đó, thịt tái, đó, bây giờ phải bỏ vô miếng giá nè, bỏ miếng giá nè. Giờ mình ăn phở thì phải cần có rau, đó, rau thơm nè, bỏ vô, đây là rau quế nè, trộn vô một miếng tương ớt nha các bạn. Đó, cho vô miếng tương ớt vô để nếm thử cái hương vị của cái món phở Phú này như thế nào nha. Nếm coi nè. Hương vị rất đậm đà nha các bạn, ngọt, nước ngọt từ xương á. Cái này là rất là ngon, nước ngọt này rất là đặc biệt á. Nước rất là ngọt, rất là ngọt á. Bây giờ ăn thử thịt nè. Ngon, rất ngon. Các bạn biết không, từ sáng giờ Ngôi Lê đi thành phố Tân An các bạn ơi. Bữa nay đi xuống đây để đi siêu thị mua đồ Tết cho con trai và cho con mình, để ra Tết mình có đi chuyến đi Phú Quốc. Bây giờ thì ghé đây ăn sáng, thì nghe nói cái quán phở Phú này cũng nổi tiếng này là hơn 40 năm rồi. Giờ ghé quay lại những video clip này cho các bạn xem nha. Bánh phở thì cũng mềm, hương vị cũng đậm đà, không có theo Ngôi Lê nghĩ đây là bánh phở sạch, không có cái hóa chất gì đây đâu. Nghe rất là ngon á. Đây là thịt nạm nè. hương vị rất là đậm đà nha các bạn, rất là ngon đó. Bạn thấy không, thịt bò này, thịt bò này, thịt nạm này, có cái chút gân vô đây nè. Bún thì rất vừa mềm vừa dễ ăn đó. Nghe nhiều người nói về cái quán Phở Phú này nhưng mà hôm nay mới ghé thăm được đó. Thì nãy giờ nếm qua thì thấy rất là ngon cái món phở này, hương vị rất đậm đà này, có cái đặc trưng riêng này, không có cái nhiều cái chất bột ngọt hay gì trong đây, mà nhiều ngọt từ xương các bạn, nước là rất là ngọt này. Đây thịt bò các bạn, thịt bò, miếng thịt bò này rất là ngon. Thịt vừa mềm vừa ngon nha các bạn ơi, rất là ngon đó. Một buổi sáng mà trước khi đi làm thì mình ăn một cái tô phở này có thể là no nguyên cái buổi sáng luôn á, do nó có nhiều cái đủ cái năng lượng cho một cái buổi làm việc của mình. Thì món phở cũng là cái món mà Ngôi Lê lựa chọn ăn hàng ngày. Ví dụ như một ngày mình một vài ngày mình ăn qua lại ăn phở, bởi vì nó có cái hương vị đặc trưng riêng và cách quyến rũ riêng. Riêng về cái phở Phú ở thành phố Tân An thì nói chung thì rất là ngon mà cũng lâu đời, người ta đã hoạt động nay là hơn 40 năm rồi các bạn. Giá cả nó cũng hợp túi tiền với người lao động cũng như là người có thu nhập thấp đó. Qua nãy giờ thì dùng cái món phở này thấy rất là đặc biệt và ngon nha các bạn. Có các bạn ở thành phố Tân An ở xa có đi ngang đây thì ghé thưởng thức món phở Phú tại cái góc đường của thành phố Tân An này nè. Thôi video clip Ngôi chia sẻ đến đây thì kết thúc đó. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.